Đừng lên tiếng, đừng mở cửa. Bạn thân của em không phải là con người. 2 giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi một tiếng khóc thảm thiết. Bạn thân ở bên ngoài vừa hét vừa đập cửa. Tôi luôn có thói quen khóa cửa lúc đi ngủ, nên cô ấy không vào được. Tôi nghe thấy cô ấy đang thút thít bên ngoài. Tiểu Vi, tớ sợ quá, cậu mở cửa cho tớ được không? Nghe giọng nói yếu ớt của cô ấy, tôi rất lo lắng cô ấy xảy ra chuyện, nên xuống giường định mở cửa cho cô ấy. Đột nhiên điện thoại của tôi rung lên, là tin nhắn của chị chủ nhà gửi cho tôi. Người ngoài cửa nhà em không phải Hoa Hoa. Đừng mở cửa, bạn thân của em không phải là người, đừng nói gì. Cũng đừng mở cửa. Tôi rất lo lắng không biết có phải bạn thân xảy ra chuyện gì không, nhưng lại vô thức nghe lời chị chủ nhà. Vội vàng trả lời, sao chị chắc chắn cô ấy không phải Hoa Hoa. Một lát sau, chị chủ nhà gửi cho tôi một đoạn video. Tôi mở video ra xem liền giật mình. Hoa Hoa mặc váy của cô ấy đang đi lại trước cửa nhà tôi. Cô ấy muốn vào nhà tôi, mặt Hoa Hoa đột nhiên ngẩng lên. Một nửa mặt bị bẹp, nửa mặt còn lại thì lõm vào rất sâu. Mắt lại lồi ra, toàn bộ khuôn mặt trông rất đáng sợ. Tôi sợ đến mức phát ra một tiếng. Giọng nói gọi tên tôi ở bên ngoài dừng lại một lúc. Sau đó cửa bị đập mạnh mấy cái đùng, đùng. Tiểu Vi, sao cậu lại không mở cửa? Tớ biết cậu ở trong nhà. Mở cửa ra được không? Tớ thấy sợ lắm. Tiếng động vừa nãy của tôi bị cô ấy nghe thấy rồi. Cô ấy đang ở bên ngoài gõ cửa rất dữ dội. Giọng nói yếu ớt lại dần trở nên xấu xa. Tiểu Vi à, có phải chị chủ nhà gửi tin nhắn gì đó cho cậu không? Đừng tin chị ta. Chị ta lừa cậu đấy. Vừa dứt lời, tiếng đập cửa của cô ấy càng to hơn. Thấy tôi vẫn không chịu mở cửa, cô ấy càng tức giận hơn, trực tiếp lấy cả người đập vào cửa. Thấy cánh cửa rung lên, khóa cửa lung lay sắp bị phá hỏng, sẽ mở ra bất cứ lúc nào. Tôi run rẩy gõ tin nhắn gửi cho chị chủ nhà. Chúng ta báo cảnh sát đi, chủ nhà lại mất tín hiệu. Tôi dường như đã đợi cả thế kỷ, chủ nhà mới gửi tin nhắn đến, đừng báo cảnh sát. Nhưng tôi không nghe, ngón tay vội vàng nhấn số và gọi cảnh sát. Cảnh sát nói rằng khoảng 10 phút bọn họ sẽ đến. 10 phút? Chỉ cần cánh cửa này trụ được trong 10 phút là được. Nhưng tôi vừa ngắt máy thì cửa đã bị mở toang ra. Khuôn mặt đáng sợ của bạn thân, chớp mắt đã xuất hiện trước mắt tôi. Cô ấy cười tê tét, máu bên trong miệng chảy ra ngoài. Tiểu Vi, sao cậu không mở cửa cho tớ chứ? Tay chân cô ấy không cân bằng, mà cứ nghiêng người rồi đến gần tôi. Tôi sợ đến mức chôn chân tại chỗ. Bạn thân từ từ đi đến trước mặt tôi, đưa tay ra kéo tay tôi. Tôi mới phát hiện hai tay cô ấy gãy rồi. Cảm giác lạnh lẽo giống như hang đá tháng 12, khiến tôi run lên bần bật. Tiểu Vi, đi với tớ đi, chỗ này không an toàn. Hoa Hoa đột nhiên lại biến thành một người bình thường. Cô ấy không còn là bộ dạng đáng sợ đó nữa. Tôi bị cô ấy kéo đi về phía trước vài bước theo quán tính. Cô ấy quay lại cười ngọt ngào với tôi. Vẫn là Hoa Hoa mà tôi biết. Nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy rất sợ hãi. Bởi vì tôi biết cô ấy không phải là người. Chúng ta đi đâu đây? Tôi sợ hãi đến mức không nói thành câu. Đưa cậu đi đến nơi an toàn. Tôi bị ép phải đi theo cô ấy. Khi đi ngang qua cửa nhà chị chủ nhà, tôi không biết lấy can đảm từ đâu mà đẩy thật mạnh lưng cậu ấy. Tôi lập tức đập cửa nhà chủ nhà, sợ hãi hét lên, chị chủ nhà ơi, cứu em, mau cứu em với. Ngay lúc Hoa Hoa tức giận há cái miệng đầy máu ra rồi lao về phía tôi. Cửa được mở ra, tôi được kéo vào trong, xích chút nữa đã bị cô ấy bắt được. Với sức mạnh khủng khiếp của Hoa Hoa, tôi và chị chủ nhà bèn di chuyển tủ ra để chặn cửa lại. Trong điện thoại của chủ nhà có video ở phòng khách. Trong video, chúng tôi thấy Hoa Hoa giống như bị điên, dùng thân thể khiếm khuyết của mình đập mạnh vào cửa, miệng còn phát ra những âm thanh kỳ quái. Tiểu Vi, tại sao cậu lại không tin tớ? Tớ đến cứu cậu mà. Chủ nhà mới là người xấu. Chị ta muốn hại cậu. Tôi sợ đến mức toàn thân run rẩy nên không kịp nghĩ gì cả, liền hướng về phía chị chủ nhà rồi nép vào cạnh chị ấy. Nhưng lại tôi phát hiện người của chủ nhà cũng rất lạnh, cực kỳ lạnh giống như hầm băng. Tôi từ từ ngẩng đầu lên, phút chốc sợ đến mức không thở được. Chỉ thấy đầu của chủ nhà nghiêng sang một bên, cổ thì bẹp dí, giống như bị cán qua vậy. Nhưng dòng máu tươi từ cổ của chị ấy không ngừng chảy xuống, chảy vào mặt tôi. Tôi hoảng sợ hét toáng lên, nhưng lại bị chị ấy sống chết bịt miệng lại. Đôi mắt đỏ ngầu của chị ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Đã bảo rồi, đừng lên tiếng. Trong không khí toàn là mùi tanh của máu. Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn nặng nề như lúc nãy. Tiểu Vi à, có phải cậu cũng phát hiện ra chủ nhà không phải là người không? Chủ nhà muốn hại cậu, cậu mau mở cửa ra đi. Tớ sẽ đưa cậu đi, nhanh lên. Hoa Hoa ở bên ngoài cửa không ngừng thúc giục tôi, nhưng chủ nhà ở trong này lại đang bịt chặt miệng tôi. Chị ấy thì thầm vào bên tai tôi với một giọng âm u. Đừng lên tiếng, đừng dãy giụa, nếu không tôi sẽ giết cô ngay lập tức. Tôi vội vàng nín thở, càng không dám thở mạnh ra. Tôi không động đậy, cũng không dám kêu lên, cho đến khi chị ấy thả tôi ra. Có được tự do, tôi lập tức chạy ra một góc ngồi. Hoa Hoa ở bên ngoài không phải là người, chủ nhà cũng không phải người. Còn tôi thì sao? Tôi là ai? Có phải tôi cũng không phải là người? Đây có phải một giấc mơ không? Tôi hoảng loạn suy nghĩ một lúc. Chủ nhà lại nhảy vụt đến trước mặt tôi. Cái cầu nghiêng xuống, cầm bị lõm một khoảng lớn. Hai mắt mở trừng trừng,
Quanh lòng trắng của chị ấy mắt toàn là tia máu, bởi vì cổ chị ấy bẹp dí. Tôi đưa tay bóp một cái là đứt ngay. Tôi nhìn khuôn mặt khủng khiếp đang tiến lại gần mình. Trong lúc khẩn cấp, tôi liền nắm lấy cổ chị ấy, rồi bóp mạnh, đứt rồi. Đầu và cơ thể chị ấy lập tức tách rời. Đầu rơi bộp xuống đất. Này vài cái trên mặt đất giống như của bóng. Tôi hoang mang nhìn cái đầu trên mặt đất. Đầu chị ta nhìn tôi với vẻ kỳ lạ. Tiểu Vi, đừng sợ chị là người tốt. Hoa Hoa mới là người xấu. Đầu chị ấy nhảy hai cái rồi nhảy lên người tôi. Tôi hét toáng lên vứt cái đầu xuống. Trong lúc hỗn loạn, tiếng gõ cửa đã ngừng lại. Ngoài cửa vang lên tiếng của cảnh sát. Chào cô, xin hỏi cô ở bên trong chứ? Tôi hòa khóc rồi hét lên. Tôi đang ở đây. Cứu tôi với. Tôi lết người qua đó, cố gắng đứng lên muốn đẩy cái tủ quần áo đó ra. Nhưng nó nặng quá, tôi không thể tự mình di chuyển được. Cứu với, mau cứu mạng tôi với. Tôi cầu xin anh đấy. Chị ta sắp bắt được tôi rồi. Phút chốc, da đầu tôi tê dại. Nhìn thấy cơ thể và đầu của chủ nhà lại nối liền lại. Sau đó đưa tay ra giữ chặt tôi với một tư thế kỳ lạ. Tôi cố gắng gạt tay chị ấy ra, nhưng đều vô ích. Chị ấy khỏe đến mức lạ thường, dùng tay bịt miệng tôi lại, không cho tôi hét lên một tiếng nào. Cô gái, nếu cô ở bên trong thì mở cửa ra đi. Chúng tôi không vào trong được. Bên ngoài vang lên âm thanh gấp gáp cùng với tiếng gõ cửa. Nhưng cả người tôi đã bị chủ nhà giữ chặt, không cử động cũng không lên tiếng được. Giây tiếp theo, một con mắt ở trên mặt của chị ấy bất ngờ rơi xuống, dính thẳng vào mặt tôi. Cảm giác rất nóng ấm. Nó cứ động đậy vài lần ở trên mặt tôi giống như có sức sống. Trái tim tôi đã sợ hãi đến tận cùng cực, không ngừng đập thình thịch, cộng với việc không có không khí trong lành để thở. Tôi từ từ nhắm lại rồi bất tỉnh nhân sự. Lúc mà tôi mở mắt ra, tôi bị tiếng hét đánh thức. Tôi vô thức nhìn ra cửa phòng. Vẫn ổn, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là ác mộng. Khi tôi thả lỏng cơ thể, cửa phòng lại bất ngờ bị gõ. Tiểu Vi à, tớ sợ lắm. Cậu mở cửa được không? Tóc gáy tôi lập tức dựng đứng hết lên. Bên ngoài là giọng nói của bạn thân. Tại sao lời nói và giọng điệu của cô ấy giống hệt trong giấc mơ của tôi? Điện thoại vang lên một tiếng. Tôi run rẩy cầm điện thoại lên giống như trong mơ. Là video do chị chủ nhà gửi đến. Bộ dạng kinh khủng của bạn thân Hoa Hoa lập tức xuất hiện trên màn hình. Tôi có phải mơ trong mơ không? Tôi tự véo mạnh vào tay của mình. Đau quá, không phải mơ. Vậy giấc mơ đó muốn nhắc nhở tôi điều gì sao? Tôi sợ hãi cuộn tròn người lại, ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Theo như trong giấc mơ, tôi đã gọi cảnh sát. Sau đó cảnh sát nói 10 phút nữa sẽ đến. Vừa gọi xong, Hoa Hoa đã phá cửa đi vào trong rồi kéo tôi đi. Không đúng, tôi lập tức nhớ ra điều gì đó. Chủ nhà bảo tôi đừng gọi cảnh sát. Chị ấy là ma, không cho tôi gọi cảnh sát. Tôi nhớ lúc cảnh sát đến, bên ngoài liền không còn giọng của Hoa Hoa nữa, mà chủ nhà lúc đó bị chặt miệng tôi lại, không cho tôi lên tiếng. Tôi lập tức lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Tiếng tôi báo cảnh sát bị Hoa Hoa ở ngoài cửa nghe thấy. Cô ấy đứng bên ngoài đập cửa dữ dội. Tiểu Vi, tớ nghe thấy giọng nói của cậu rồi. Sao cậu lại không mở cửa? Cậu mở cửa được không? Tớ thấy sợ quá. Nhìn cánh cửa phòng bị đập đến mức rung lên, tôi liền đứng dậy dùng cơ thể mình chống lại. Nhưng mà Hoa Hoa ở bên ngoài lại khỏe đến lạ thường. Cơ thể tôi bị cửa đập vào đau điếng. Tôi dán người vào cửa, liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng kêu két két. Tiểu Vi, nếu cậu còn không mở cửa, tớ tông cửa để vào đấy nhé. Cô ấy ra sức đập vào cửa. Cánh cửa đã bị cô ấy đập vỡ. Thấy mình không trụ được nữa, tôi liền vội vã bỏ chạy, chui tọt vào dưới gầm giường. Cảnh sát nói 10 phút sẽ đến. Vì vậy, tôi chỉ hoãn được lúc nào hay lúc ấy. Vừa mới chui vào gầm giường, Hoa Hoa đã phá tung cửa ra. Tôi nhìn thấy bạn thân đi chân trần. Móng chân màu hoa hồng này là mấy hôm trước tôi giúp cậu ấy sơn. Da chân quá trắng, màu sơn lại quá đỏ. Sự tương phản này trông rất kỳ quái. Tôi tự bịt miệng và mũi mình lại, không để bản thân lộ ra một chút hơi thở nào. Cô ấy cứ đi tới đi lui tìm tôi ở khắp mọi ngóc ngách. Tiểu Vi, cậu đang ở đâu? Sao tớ không tìm thấy cậu nhỉ? Tiểu Vi, cậu ra đây có được không? Tớ sợ lắm, chúng ta rời khỏi đây được không? Cô ấy đã nói câu nói kế tiếp với một giọng điệu rất chi là quái dị. Tiểu Vi à, cậu mau ra đây cho tớ. Tôi nằm trên sàn nhà lạnh lẽo với chiếc lưng ướt đẫm, cảm giác ớn lạnh lan khắp cơ thể. Cả người tôi run lên, không nhịn được mà hắt hơi, lông tóc trên người tôi liền dựng đứng hết lên. Bởi vì tôi nhìn thấy chân Hoa Hoa dừng ngay trước mặt mình. Sau đó cúi người xuống, khuôn mặt trắng bệch của cô ấy lập tức xuất hiện trước mặt tôi, nở một nụ cười đến tận mang tai nhìn tôi. Tiểu Vi, thì ra là cậu ở đây à? Tớ tìm cậu mệt lắm đấy. Nói rồi cô ấy cười một cách quái dị, hai cái tay mềm nhũn cứ lắc lư vươn đến gần, muốn bắt tôi. Tôi lùi sâu vào trong. Cậu ấy liền không vui nữa, liền cúi đầu xuống nhìn tôi. Cậu không muốn tự mình bỏ ra ngoài phải không? Được rồi, để tớ giúp cậu rời cái giường này đi nhé. Giây tiếp theo chiếc giường bị cô ấy lật sang phía bên kia. Cô ấy run rẩy đi tới, một tay nắm lấy tóc tôi, kéo tôi ra ngoài như kéo một con lợn chết vậy. Tôi cố gắng vùng vẫy, đấm thật mạnh vào cô ấy, nhưng cô ấy không hề hấn gì, còn quay đầu lại nói với tôi rằng
Vô ích thôi, Tiểu Vi à, cậu đừng vùng vẫy nữa. Tiểu Vi, tin tớ đi, tớ sẽ đưa cậu đi đến một nơi tốt đẹp. Tôi gào ầm lên. Không, tôi không đi, cậu thả tôi ra. Cô ấy không thèm để ý, mà run rẩy bước về trước một cách máy móc. Đi qua cửa nhà của chị chủ nhà, cô ấy bỗng dừng lại một lát, khuôn mặt trở lại dáng vẻ của con người, ánh mắt trở nên rất giận dữ. Chỉ có điều vài giây sau cô ấy lại đi tiếp. Bỗng nhiên cửa phòng của chủ nhà mở ra, chị ta giơ tay ra đẩy Mạnh Hoa Hoa ngã xuống đất. Cô ấy là của tôi, chị chủ nhà lôi tôi về phía mình. Tôi nghe thấy Hoa Hoa gào lên như dã thú. Cô ấy nhanh chóng đứng dậy, âm thanh của máy móc lại bắt đầu kêu cót két. Tôi bị chị chủ nhà kéo mạnh, nhưng chân lại bị Hoa Hoa bắt lấy. Hai người họ một người kéo tay, một người kéo chân không thèm nhường nhau, khiến tôi cảm giác như mình sắp bị xé toạc ra. Tôi đau đớn khóc thút thít. Hoa Hoa ở phía sau lại cười thành tiếng. Chị nghĩ mình có thể tranh giành với tôi sao? Nói rồi cơ thể tôi bị cô ấy kéo về phía bên mình. Da thịt mài xuống đất liền đau đớn, chủ nhà cũng không chịu kém cạnh. Cái đầu rơi xuống nhảy lên người Hoa Hoa rồi cắn cô ấy. Mà chỉ cắn nát bét bên mặt vẫn còn nguyên vẹn của Hoa Hoa. Từng miếng thịt thối rơi xuống, tỏa ra mùi thối giữa nồng nặc. Nhìn khuôn mặt xấu xí lại xấu xa của cô kia, thảo nào lúc sống cậu ấy không thích cô. Đáng đời. Mấy câu chọc ngoái của chủ nhà khiến Hoa Hoa điên tiết. Hoa Hoa chỉ còn lại một con mắt nhìn chị ta với vẻ u ám. Sau đó buông bàn tay đang kéo tôi, bắt đầu đánh nhau với chủ nhà. Cái đầu của chị chủ nhà bị Hoa Hoa vứt mạnh xuống đất, vang lên tiếng tưng tưng tưng. Máu tươi nhanh chóng tuôn ra khắp mọi nơi, thậm chí còn có một ít bắn lên người tôi. Tôi kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt này, hoàn toàn quên mình phải làm gì, cho đến khi không biết là con mắt của ai lan đến tay mình. Tôi mới nhận ra bây giờ mình tự do rồi. Tôi bỏ dậy rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Trong lòng nghĩ chỉ cần chạy ra ngoài, gặp được cảnh sát tôi sẽ an toàn ngay. Ở đây thật kinh khủng. Tay vừa chạm vào tay nắm cửa, cơ thể của chủ nhà liền vặn vẹo chạy về phía tôi. Giọng điệu chị ấy rất hung dữ. Tô Tiểu Vi, cô quay lại đây cho tôi. Tim tôi giật thót, tay vặn tay nắm cửa, nhưng toàn thân đột nhiên không còn sức lực nên không vặn được. Đúng lúc này, bàn tay của chủ nhà đã nắm lấy vạt váy của tôi. Tôi hòa khóc, hét lên trong tuyệt vọng, vội vàng giơ chân ra tung một cú thật mạnh vào cái xác không đầu của chủ nhà. Chị ấy ngã ra đất, rồi lại nhanh chóng đứng dậy. May mà lúc này cánh cửa đã mở ra, tôi lập tức chạy ra ngoài. Cơ thể của chủ nhà ngay lập tức bị tôi bỏ lại sau cánh cửa. Một tiếng rầm rất to vang lên, cửa suýt nữa thì bị chị ta đâm hỏng. Vừa ra ngoài, tôi đã thấy cảnh sát. Tôi vội tiến lên và nắm chặt tay của một người trong số họ, rồi run rẩy nói, cuối cùng các anh cũng đến. Họ bảo tôi bình tĩnh lại, rồi hỏi tôi đã có chuyện gì. Tôi lắc đầu khóc lóc nói, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Nhìn thấy cảnh sát, tôi liền yên tâm hơn. Tôi nhớ mọi người nói cảnh sát có nhiều dương khí, ma không dám tới gần. Tôi chưa từng tin thần hay ma quỷ, nhưng trải nghiệm tối nay khiến tôi phải lật lại vấn đề về thế giới này để nhận thức lại một lần nữa. Tôi ra ngoài mà không cầm điện thoại, nên mượn điện thoại của cảnh sát, định gọi cho bạn trai. Nhưng số mà tôi gọi đến lại hiển thị là số điện thoại trống. Số này đúng mà. Số điện thoại của bạn trai, tôi đã học thuộc lòng rồi mà. Tôi không bỏ cuộc lại gọi tiếp nhưng vẫn là số điện thoại trống. Tôi cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình, cẩn thận đếm lại những con số trên màn hình, vì sợ mình gõ nhầm số. Đột nhiên tôi nhìn thấy cảnh sát phía sau tôi qua màn hình. Hình như bọn họ cũng không phải là người. Cảnh sát phía sau cũng không phải là người. Sống lưng tôi lạnh toát, hai tay run rẩy giữ chặt điện thoại. Trong lòng tôi thầm nghĩ, chắc là vừa rồi bản thân sợ hãi quá thôi. Sao họ có thể không phải người chứ? Tôi lắc lắc đầu nhìn lại lần nữa, chỉ thấy một người trong số họ cũng nhìn tôi ở trong màn hình. Cơ thể vừa mới thả lỏng ra lại bất ngờ run rẩy như cây sấy. Tôi quay đầu với vẻ khó tin. Hai người phía sau nhìn tôi với vẻ mặt u ám. Tôi sợ hãi vội lùi lại. Mặc dù khuôn mặt của họ không sần sùi, kinh khủng như chủ nhà và bạn thân nhưng lại rất cứng ngắc, không có bất kỳ cảm xúc nào. Thấy tôi cứng đờ không di chuyển, họ liền tới giữ người tôi, rồi nhấc tôi lên đi ra phía cổng lớn. Trong lòng tôi nảy ra vô số ý nghĩ kinh khủng. Thế giới này không phải là thế giới mà tôi biết. Nếu không tại sao điện thoại của bạn trai lại không gọi được? Bạn thân và chủ nhà lại biến thành như vậy. Đến cả cảnh sát bên cạnh cũng là ma. Có lẽ nào tôi cũng là ma? Nghĩ đến khả năng này, tôi nổi hết cả da gà. Giác quan thứ 6 nói với tôi rằng không được đi theo họ. Đến cổng, một người trong số họ thả tôi ra rồi đi mở cổng. Bắt đi một con ma giam chân. Với sức của tôi chắc là chống lại tên còn lại. Tôi cố gắng vùng vẫy, giơ tay đẩy mạnh cánh tay vẫn đang kẹp tay tôi lại. Chắc hắn không ngờ tôi lại khỏe đến vậy. Rất nhanh tôi đã đẩy hắn ta ra ngay lập tức. Tôi quay bước chạy về phía sau, vừa chạy vừa quay lại nhìn. Có lẽ việc tôi chạy trốn đã khiến họ tức giận. Bọn họ ngửa cổ lên trời, rồi giận dữ gào lên. Tiếng gào thét chói tai khiến tay tôi đau điếng. Hai cơ thể lơ lửng của họ nhanh chóng bay về phía tôi. Tôi sợ hãi hét toáng lên, liều mạng chạy về phía trước. Tôi không biết rốt cuộc mình muốn chạy đi đâu. Tôi chỉ biết mình phải chạy nhanh, không được để bị họ bắt. Không biết chạy bao lâu, tôi mới dừng lại rồi thở hổn hển.
Hai người phía sau cuối cùng đã bị tôi bỏ lại. Tôi nhìn quanh, mới phát hiện ra mình đã chạy lên sân thượng rồi. Ở đây tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào. Tôi chỉ có thể dựa vào tầm nhìn yếu ớt để khóa cửa sân thượng lại, rồi đi ra rìa ngoài nhất, sau đó ngồi xổm xuống, tự ôm lấy mình. Nếu đây là giấc mơ thì cho tôi tỉnh lại đi. Tôi thật sự rất mệt, cơ thể cũng rất đau, tôi sắp không trụ được nữa rồi. Hai hàng nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống như mưa. Đột nhiên xung quanh có ánh sáng. Tôi ngước lên nhìn, tôi thấy hai ánh sáng yếu ớt tiến về phía mình. Tim tôi thắt lại, vô thức lùi về phía sau. Họ càng đến gần hơn, rồi gần hơn nữa. Tôi nghe thấy hai giọng nói trong trẻo non nớt. Chị ơi, tại sao chị lại khóc? Bọn họ đứng trước mặt tôi. Tôi mới nhìn thấy rõ họ là hai đứa trẻ, một trai và một gái. Có lẽ mọi người luôn không phòng bị với trẻ con. Trái tim cảnh giác lập tức buông lỏng. Tôi lau khô nước mắt hỏi hai đứa, nửa đêm rồi sao hai đứa con ở đây? Người nhà hai đứa đâu? Hỏi xong tôi mới muộn màng nhận ra, hai đứa bé này chắc cũng là ma. Tôi nắm chặt tay lại, cảnh giác nhìn hai đứa bé. Hai đứa trẻ nhìn nhau sau đó lại mỉm cười với tôi. Tôi khó mà tưởng tượng được, hai đứa trẻ đáng yêu thế này cũng là thứ đó. Tôi liền cảm thấy hoảng sợ. Chị ơi, đừng sợ, chúng em sẽ không làm hại chị đâu. Hai đứa đưa tay về phía tôi, đặt tay lên hai tay của tôi rồi vuốt ve, rất ấm nóng. Tôi rất vui mừng phát hiện hai đứa trẻ này là người, giống như sống sót qua một kiếp. Tôi ôm chầm hai đứa mà khóc. Hai đứa bé lặng lẽ ôm tôi, chờ tôi giải tỏa xong mới nắm tay tôi nói, đi thôi, chúng em sẽ đưa chị đến nơi an toàn. Giọng điệu của hai đứa rất nhẹ nhàng, nghe có vẻ vô hại. Tôi cũng đi theo hai đứa. Hai đứa trẻ đưa tôi đến nhà bọn họ. Nhà họ ở tầng dưới của tầng trên cùng. Bởi vì thuê cùng một tòa nhà, nên bố cục bên trong cũng không khác phòng mà tôi thuê. Chỉ là nhà họ trông khá là kỳ lạ thôi. Ở đây rất yên tĩnh, giống như không có người lớn vậy. Tôi vừa nghĩ xong, trước mắt liền hiện ra một bà lão, khiến tôi giật cả mình. Lưng bà ấy đã còng, mặt thì đầy nếp nhăn, ánh mắt đầy áp sự cảnh giác. Sau khi nhìn thấy tôi, ánh mắt bà ấy từ đề phòng đến ngạc nhiên rồi thiếu kiên nhẫn. Bà lão kéo hai đứa trẻ qua đó rồi trách mắng. Không phải bảo hai đứa cháu ở lại trên tầng thượng à? Sao lại chạy về rồi? Một trong hai đứa trẻ lớn hơn trả lời với giọng giòn tan, bà nội ơi, cháu và em trai đã nhìn thấy chị gái này ngồi khóc rất đau lòng ở trên tầng thượng, nên muốn đưa chị ấy về. Bên ngoài không an toàn, ở nhà mới an toàn. Ba của hai đứa nghe xong lại bắt đầu nhíu mày. Bà ấy đẩy hai đứa trẻ ra ngoài. Quay trở lại sân thượng nhanh lên đi, nhớ cho kỹ, cho dù nghe thấy bất cứ âm thanh nào cũng không được xuống đây. Cứ ngồi chờ ở bên trên đó đi, đã nhớ chưa? Nhưng mà bà ơi, chị ấy, thế cháu có còn muốn quay về bên cạnh bố mẹ nữa hay không? Bà ấy hừ một tiếng, hai đứa trẻ lập tức co vai lại. Trước khi đi, hai đứa vẫn còn lưu luyến nhìn tôi. Tôi không biết làm gì bèn muốn đi theo hai đứa, nhưng lại bị giữ tay lại. Cháu đừng đi, ở lại với bà đi. Cửa đã đóng lại, trong nhà chỉ còn tôi và bà lão. Bà ấy kéo tôi ngồi xuống, rồi rót cho tôi một bát nước. Bà ấy nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị rồi hỏi, có phải gặp phải thứ không tốt không? Tôi điên cuồng gật đầu. Bởi vì là bà của hai đứa trẻ, nên tôi nghĩ chắc là bà ấy không nguy hiểm, nên đã kể hết những gì vừa xảy ra cho bà lão. Bà ấy vừa nghe tôi nói vừa cười kỳ quái, giọng cười khanh khách nghe rất giống tiếng con gà trống. Tim tôi thắt lại, không biết sao bà ấy lại cười như vậy. Bà ấy thấy tôi sợ hãi liền nhanh chóng thu dần nụ cười lại, tay vỗ vỗ vào mu bàn tay tôi an ủi rằng, sợ rồi phải không? Sợ rồi thì mau uống hết bát nước ở trước mặt này đi. Uống xong rồi sẽ không còn sợ nữa đâu. Tôi nửa tin nửa ngờ, bưng bát nước trước mặt lên định uống. Nhưng thông qua ảnh phản chiếu trong bát nước, tôi bất ngờ nhìn thấy một quái vật gầy gò, lưỡi thè ra rất dài. Tôi sợ đến mức run bát lên. Nước trong bát sóng sánh sắp đổ ra ngoài. Đột nhiên một bàn tay da bọc xương giúp tôi giữ yên bát nước. Chậm thôi, đừng có làm đổ ra đấy. Bà ấy đứng rất gần tôi, thở một hơi lạnh lẽo vào bên tai tôi. Bà lão này không ổn. Tôi đang nghĩ ngợi, tay tôi liền bị bà ấy kiểm soát, di chuyển bát nước đó đổ vào miệng tôi. Mau uống đi. Bà ấy với giọng điệu hung hăng ra lệnh bắt tôi phải uống bát nước. Uống bát nước này đi, mau lên. Đột nhiên một bàn tay không có da dùng sức cậy miệng tôi ra. Cả một đêm trốn chạy khiến toàn thân tôi lúc này toàn thân không còn sức lực. Tôi chỉ biết ứa nước mắt. Vị bà ấy đổ bát nước có mùi tanh của máu vào miệng. Tôi lấy tay móc họng để nôn số nước đó ra, nhưng lại nghe thấy một tiếng thở dài đắc ý, đừng móc họng nữa, vô ích thôi. Thấy cô cũng là một người rất tội nghiệp. Nếu như các cháu của tôi đã đưa cô về trong nhà này, tôi cũng phải gắng gượng giúp cô một tay chứ. Tôi không hiểu gì, trợn trừng mắt nhìn bà ấy. Quái vật lưỡi dài đã biến mất. Bà ấy lại trở lại hình dạng lão già lúc đầu kia. Bà ta giữ tôi, đưa tôi đi đến trước gương. Trong gương, mặt tôi trắng bệch,
không có chút khí huyết nào, trên mặt có nhiều vết chảy xước, cả khuôn mặt dày rất nhiều máu. Bà lão càng đáng sợ hơn, giống hệt ảnh phản chiếu mà tôi nhìn thấy trong nước. Da bọc xương, lưỡi dài ngoằng, có lẽ đã thích ứng với hình ảnh kinh dị này, nên tác động của thị giác cũng không còn mãnh liệt nữa. Hơn nữa, tôi đã phát hiện, bà lão không có ý hại tôi. Nhìn thấy chưa? Cô là người, tôi là ma, người và ma không chung một con đường. Cô nên quay trở về thế giới vốn thuộc về mình đi. Bà lão nói như vậy, nhưng tôi lại mù mờ. Bà lão thở dài, chỉ tay về phía bầu trời sắp sáng. Trời sắp sửa sáng rồi. Trời sáng rồi, cô sẽ không trở về được nữa. Nhớ kỹ, sau khi tỉnh lại, nếu như có nghe thấy âm thanh gì thì cũng đừng có lên tiếng. Đừng mở cửa, đầu tôi có chút choáng váng. Nước của bà lão có vấn đề. Trong lúc mơ hồ, tôi nghe thấy giọng nói trong và dài của bà lão. Hãy cố gắng thức một chút khi ở nơi mà bản thân nên ở. Trời sáng sẽ ổn thôi. Nghĩa là sao? Rốt cuộc là ý gì? Tôi lại bị đánh thức. Những tiếng la hét xung quanh vô cùng chói tai và đáng sợ. Bạn thân lại đập cửa ở bên ngoài. Tiểu Vi, tớ sợ quá, cậu mở cửa ra được không? Lịch sử lại lặp lại. Chủ nhà lại gửi tin nhắn cho tôi như hai lần trước, bảo tôi đừng mở cửa, đừng lên tiếng, bạn thân của cô không phải là người. Không chỉ bạn thân của tôi không phải là người, chị ta cũng không phải, cảnh sát cũng vậy. Hơn nữa tôi cũng đã xác nhận, chỉ cần tôi ngất đi, khi tỉnh dậy tôi lại tiếp tục ở phòng này. Để đề phòng Hoa Hoa ở bên ngoài nghe thấy tiếng động, tôi liền cài chế độ im lặng, nhớ lại chị chủ nhà cứ dặn dò tôi đừng lên tiếng. Đừng mở cửa, giống hệt bà lão ấy đã dặn. Bà ấy không hại tôi. Vậy có phải là chủ nhà cũng như vậy không? Chị ấy cũng là người tốt, bà lão nói chỉ cần thức đến sáng là được rồi. Điều đó có nghĩa là gì? Chẳng lẽ là bảo mình ở trong phòng, không được rời khỏi phòng này nửa bước sao? Tôi chợt nhận ra rằng hai đứa trẻ đó cũng bị bà ấy yêu cầu đứng đợi trên sân thượng. Bà ấy nghiêm khắc đồng thời nghiêm túc cảnh báo hai đứa trẻ. Không được chạy lung tung, không được đi với người khác. Yên lặng ở trên sân thượng chờ trời sáng. Tôi rất chắc hai đứa trẻ đó là người. Chắc là bà lão đang cứu hai đứa. Trong lòng vừa xác nhận thông tin này, tôi liền bình tĩnh hơn nhiều. Tôi nín thở để trong phòng không phát ra tiếng động. Còn 4 tiếng nữa là trời sáng. Tôi phải cố gắng chịu đựng, nghe tiếng bạn thân gọi tên mình, Tiểu Vi à, mở cửa được không? Tôi ngẫm nghĩ, theo lời cảnh báo của bà lão, chỉ cần tôi ở nguyên vị trí, không lên tiếng, không mở cửa, chờ đến trời sáng có lẽ tôi có thể quay về, cũng có nghĩa là tôi không được bước ra khỏi cửa. Nghĩ đến hai lần trước bạn thân cứ kéo tôi ra đi ngoài, chủ nhà lại cứ ngăn cản, vậy tại sao bạn thân lại muốn hại tôi, còn chủ nhà lại muốn giúp tôi chứ? Nghĩ nhiều không bằng đi hỏi. Chỉ cần hỏi thật rõ ràng, tôi gõ một đoạn tin nhắn gửi cho chủ nhà. Em biết Hoa Hoa không phải là người, nhưng chị cũng không phải là người. Một lúc sau, chị ấy trả lời, phải, chị cũng không phải người, bị em phát hiện rồi. Kèm theo là một biểu cảm mặt cười. Có thể chị ấy muốn xoa dịu nỗi sợ trong lòng tôi, nên gửi biểu cảm cũng là biểu cảm đáng yêu. Chị ấy lại tiếp tục nhắn đến, em cứ im lặng, đừng lên tiếng, đừng mở cửa. Bọn họ sẽ không biết em ở đây, chờ trời sáng. Trời sáng em sẽ an toàn. Quả nhiên giống hệt lời bà lão nói, đều bảo tôi đợi đến trời sáng. Nghĩ đến việc có thể đầu chị ấy tách khỏi cơ thể, tay lại đang gõ chữ, tôi lại cảm thấy không đáng sợ nữa, bởi vì tôi biết chị ấy rất tốt. Nhưng mà đây là mơ sao? Tôi hỏi chị ấy. Mãi một lúc lâu sau, bên kia mới gửi tin nhắn đến, chị lo em sợ nên không dám nói với em. Thực ra chị và Hoa Hoa đã chết rồi, chết ở trong tòa nhà này. Nhưng em chưa chết, em vẫn còn sống, chỉ cần em không chạy ra ngoài, ngoan ngoãn ở yên trong phòng, em sẽ được an toàn. Bây giờ, Hoa Hoa ở bên ngoài chính xác là mộng du, nhưng chỉ cần em phát ra tiếng động, bị cô ta nghe thấy, cô ta sẽ tỉnh lại, và sẽ tìm cách đưa em ra ngoài. Cô ta biết, chỉ cần em đi theo cô ta, vậy em sẽ không trở về được nữa. Em không hiểu tại sao chị lại giúp em, còn Hoa Hoa lại muốn hại em. Tôi thấy đầu bên kia đang nhập, nên kiên nhẫn chờ một lát, tiếng đập cửa bên ngoài dần dần yếu đi. Ngay cả gõ chữ, tôi cũng rất cẩn thận. Để đề phòng, tôi vẫn lựa chọn cách trốn vào bên dưới gầm giường. Cho dù lát nữa Hoa Hoa thật sự vào đây, cô ấy cũng không tìm thấy tôi ngay. Tôi nhớ có người nói, ma là động vật tuyến tính, không có chỉ dẫn sẽ không biết tôi trốn dưới gầm giường. Nghĩ đến lúc trước tôi nằm dưới gầm giường không phát ra tiếng, Hoa Hoa cũng chỉ đi đi lại lại trong phòng, hoàn toàn không nghĩ đến việc ngồi xổm xuống tìm tôi. Đến khi tôi phát ra tiếng, chủ nhà gửi mấy chữ cho tôi, chỉ vài từ đã khiến tôi kinh ngạc. Chị ấy nói, Hoa Hoa thích bạn trai của em. Tôi đột nhiên nghĩ đến lần thứ hai tỉnh lại, chủ nhà đánh nhau với Hoa Hoa. Chị ấy nói thảo nào cô ấy không thích cô ấy. Vậy cậu ấy này là chỉ bạn trai tôi sao? Đọc tin nhắn chị ấy có thể cảm nhận được sự hận thù và khinh thường. Chị ghét nhất là kẻ thứ ba. Mấy lần, chị tận mắt thấy Hoa Hoa nhân lúc em không ở phòng, bạn trai em ngủ trưa trong phòng em. Cô ta đã ăn mặc khiêu gợi để quyến rũ cậu ấy nhưng đều bị cậu ấy đuổi ra ngoài. Chị còn từng thấy bạn trai em đợi em ở dưới tầng. Hoa Hoa ghen tức đến nổ mắt. Tiểu Vi, chẳng lẽ em vẫn chưa phát hiện ra sao? Bạn thân em luôn khao khát có được bạn trai em. Cô ta biết mình đã chết nhưng cô ta không cam lòng.
nên cô muốn đưa em đi cùng cô ta, không muốn để em quay về. Chủ nhà biến thành ma, lần đầu nói chuyện thoải mái với tôi như vậy. Chị ấy nói lúc sống, bố chị ấy cũng đã ngoại tình, bỏ lại mẹ và chị ấy. Còn chị ấy vì lúc nhỏ thiếu tình yêu thương, cho nên đã tìm một bạn trai khá lớn tuổi. Anh ấy rất cưng chiều chị ấy hoàn toàn đắm chìm. Nhưng không ngờ có một ngày, chị ấy lại bị hai người mình tin tưởng nhất phản bội. Một người là bạn thân của chị ấy, một người là người yêu. Hai người họ ngủ với nhau trên chiếc giường trong ngôi nhà mà chị ấy đã mua. Cho nên khi chị ấy nhìn thấy Hoa Hoa cũng như vậy, chị ấy rất ghét. Chị ấy nói mình từng cảnh cáo Hoa Hoa đừng làm chuyện phản bội bạn bè, nhưng Hoa Hoa lại không nghe, còn khiến tôi và chị ấy xích mích nhau. Tôi nhớ có một đợt, quan hệ của tôi với chủ nhà rất căng thẳng. Nghĩ lại quả thật là Hoa Hoa ở bên cạnh thổi gió châm lửa. Lúc đại học, tôi đồng cảm với những chuyện xảy ra với Hoa Hoa. Cô ấy nói mình mất mẹ từ nhỏ, có một người bố say xỉn thường xuyên uống rượu, uống say về nhà lại đánh cô ấy. Tôi đồng cảm với những điều đó. Vì vậy, ở trường hay trong cuộc sống tôi đều quan tâm cô ấy nhiều hơn. Một thời gian sau đã trở thành bạn thân, nhưng chuyện cô ấy có tình cảm với bạn trai tôi thực sự không cảm nhận được gì cả. Tôi còn nhớ lần nào bạn trai tôi cũng không thích tôi đưa bạn thân đi cùng. Chỉ cần tôi đưa Hoa Hoa đi hẹn hò với anh ấy, hôm đó anh ấy sẽ cáu gắt với tôi. Lúc đó Hoa Hoa cũng không để ý, còn nói mình cũng như người trong nhà của tôi. Về chuyện tôi tìm bạn trai, cô ấy phải giúp tôi kiểm soát. Tôi và chủ nhà không ngừng nhắn qua nhắn lại. Dần dần thời gian trôi qua, chúng tôi nghe thấy tiếng gà gáy. Chủ nhà nói, mau quay về đi, chị thấy bạn trai em đến tìm em rồi. Cô ấy thật lòng yêu em, nói không với cám dỗ. Sau khi về nhớ sống thật tốt nhé, sống cả phần của chị nữa đó. Tôi hỏi chị ấy có gì cần tôi chuyển lời gì không. Chị ấy không trả lời tôi nữa. Căn phòng bất ngờ sụp xuống, xung quanh là tiếng la hét và tiếng gào khóc. Tôi bị chôn dưới đống đổ nát. Trong lúc yếu ớt, tôi nhìn thấy mắt bạn trai đỏ hoe, không biết đau đớn mà bới gạch ra. Anh ấy ra sức gào hét gọi tên tôi. Tiểu Vi, Tiểu Vi, Tiểu Vi, đừng sợ, anh đến đây. Lúc mở mắt ra, bên tai vẫn còn tiếng khóc, nhưng không còn là âm thanh kinh dị chói tai đó nữa. Đó là những tiếng khóc đau buồn và nặng nề. Xung quanh là một mảng màu trắng, chắc là ở bệnh viện. Giọng nói vui mừng của bác sĩ vang lên. Bệnh nhân tỉnh rồi, mau thông báo cho gia đình. Lại có thêm một bệnh nhân nữa tỉnh lại rồi. Bọn họ kiểm tra tôi một hồi, thở phào một cái. Chàng trai bên ngoài kia không còn điên dại nữa. Tôi sững sờ người. Ai điên dại vậy? Đang định lên tiếng hỏi, bạn trai nhanh chóng đi đến bên giường rồi nắm lấy tay tôi và đau lòng khóc. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, làm anh sợ chết khiếp. Tôi rất nhạy cảm với từ chết, nên bảo anh đừng nói. Bác sĩ nói tôi là người sống sót thứ ba, còn có hai đứa trẻ nữa. Bây giờ đã chuyển đến phòng bệnh bình thường rồi. Hóa ra là tòa nhà của chúng tôi vì thương gia vô đạo đức đã cải tạo tường chịu tải, nên mới bị sụp. Mọi người đều bị chôn vùi ở trong, tất cả đều chết rồi. Chỉ còn lại tôi và hai đứa trẻ đó. Lúc đó tôi tưởng là động đất, nên đã trốn dưới gầm giường. Không ngờ như vậy lại cứu tôi một mạng. Bạn trai nói tôi hôn mê mấy ngày rồi, có hai lần phải vào phòng phẫu thuật để cấp cứu. Ngay cả bác sĩ cũng ra thông báo bệnh nguy kịch. Tôi nghĩ đến giây phút tôi ngất đi dưới đống đổ nát. Tôi không chỉ thấy bạn trai, còn nghe thấy giọng nói của bạn thân. Giọng cô ấy rất yếu ớt. Tớ thấy sợ lắm, cứu tớ với. Tôi hỏi bạn trai, có nghe thấy tiếng kêu cứu của Hoa Hoa không? Anh ấy lắc đầu, anh không chú ý. Lúc đó anh chỉ muốn cứu em ra. Sau đó đội cứu hộ đào được Hoa Hoa ở gần em. Cô ấy bị thanh thép rơi xuống người. Anh ấy mô tả giống hệt tôi nhìn thấy. Hai tay của Hoa Hoa bị đè gãy, một bên mặt cũng bị đè mất, mắt còn bị lòi ra. Chủ nhà cũng vậy, tôi đã nhìn thấy họ như thế nào. Họ đều bị đống đổ nát đè như vậy. Tôi kể nghe những gì tôi đã trải qua cho bạn trai. Anh ấy sợ đến mức trợn tròn mắt, nhanh chóng gọi bác sĩ đến giúp tôi kiểm tra. Còn nhờ bác sĩ tâm lý giúp tôi giải tỏa tâm lý nữa. Nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh ấy, tôi cũng nghe theo anh ấy. Anh ấy bảo tôi kiểm tra cái gì tôi cũng làm. Trải qua một lần sống chết, tôi cảm thấy rất trân trọng người quan trọng trước mặt mình. Xuất viện xong tôi đến gặp bố mẹ chủ nhà. Họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả. Ăn uống gì cũng đều vô tư, không hề thấy buồn khi mất con gái. Cũng đúng, bên cạnh họ đều có một cặp con riêng rồi. Tất nhiên là mặc kệ con gái lớn mà họ đã quên. Tôi còn đi gặp bạn trai cũ của chủ nhà, trông anh ta rất tiều tụy. Đây là người duy nhất buồn vì chị ấy. Tôi đã nói chuyện này với anh ta. Anh ta kích động kéo tay tôi hỏi, cô ấy có nhờ cô chuyển lời gì đến tôi không? Tôi im lặng. Anh ta thất vọng ôm đầu khóc lóc cay đắng, nói mình làm chị ấy thất vọng. Đồng thời nói sau này ăn chay niệm Phật để chị ấy siêu thoát. Sau đó tôi nghe tin anh ta xuất gia. Tôi không gặp được bố của Hoa Hoa, mà thi thể của cô ấy mãi không có người nhận. Cuối cùng tôi ký tên, sắp xếp người chôn cất cô ấy. Ở cổng bệnh viện, tôi ôm lấy bạn trai, nói với anh ấy rằng mọi chuyện đều không có thật. Anh ấy vèo vèo mũi tôi, rồi cưng chiều hỏi tôi, có đau không? Tôi khịt khịt mũi nhìn anh ấy rồi cười tè tét. Anh ấy càng ôm chặt tôi, chỉ cần em vẫn sống là được rồi. Lúc hai chúng tôi ôm nhau thật chặt, có hai đứa trẻ đi ngang qua, đồng thanh gọi tôi, chị ơi.
là hai đứa trẻ ở trên sân thượng, hai đứa cười thật rạng rỡ. Nhìn thấy hai đứa nhỏ không bị tổn thương, tôi cũng nở một nụ cười thật tươi. Chúc tất cả bọn họ, chúc chúng ta sẽ có một cuộc sống thật mạnh khỏe, vui vẻ và bình an. Nhớ like và đăng ký cho Gấu Sợ Hãi TV, bấm cái chuông để đón chờ tập mới.